I don't know a fraction of the hell that Beth went through, what she experienced when she saw the end of time, how that changed her, like it changed Paul, followed by 11 years of living like a ghost. Beth I'd known had laser focus. This Beth, she had doubts. You okay? Yeah. But the countermeasure, the one thing that could set things right, was waiting for us at Will's workshop. There it is. Ok, và mình nghĩ bây giờ là năm 2010. Thì 2010 thì cái thời điểm mà cái fracture đó vẫn chưa xảy ra, thì ông muốn, mình nghĩ chỉ là ông vẫn chưa upgrade cái đội quân lính của ông lên, cho nên mình nghĩ là họ sẽ không có mấy hàng Juggernaut nữa. Mong là vậy thôi. Kiểu như ai biết được là ông có hay không nữa thì mình cũng bó tay tàn tập. Thì mình nghĩ là không, khoảng thời điểm này thì ông chưa có thiết kế được. Mà nếu mà mình nghĩ một cái vấn đề nữa khác có thể xảy ra, đó chính là ông send người của ông về quá khứ. Cũng có thể. Hên xui thôi. Ai biết được ông sẽ làm gì, ông này điên lắm. Đúng rồi, đúng thật là vậy. Thôi, chúng ta đi vô thôi. Xong vô. Mình nghĩ là có địch á. Hey, Will? He's not here. I made sure of that. Tại vì mình thấy có những chỗ này nó có... có những cái chỗ mà các bạn hay bắn phá được rồi. Mà nếu mà bắn phá được thì nghĩ là phải có địch thì gì đó để có tranh chừng hay gì đó. Now, where do we find this thing? Phải có gì đó đâu đây. Nó sẽ bật skill lên được nè. Steal the culture measure. This must be where they built it. Ủa cái này đâu phải cái nội dung đâu ta. Hồi chúng ta phải qua chỗ này. Vô bên trong rồi, chỗ này bị lock rồi. Chúng ta phải tìm một cái đường vô. Làm cách nào để vô bên trong được nhỉ? Phải có cái đường vô. Mình nghĩ là phải đi qua chỗ này. Hoặc lên trên đây, thì mình nghĩ là vậy thôi. Lên trên đó và nhảy xuống cái chỗ đó. Thoáng nghĩ là vậy nhưng mà không biết phải vậy không nữa. Bên này nó phải có cái gì đó chứ nhỉ? Hoàn toàn là mình không có dấu tích nào để có thể chúng ta thể xâm nhập vô. Có nhưng chúng ta tìm hiểu thôi. Ok. Nghĩa là chỗ này được không ta? Không, không, nó không, và nó không dẫn tới đâu cả. Vấn đề nằm ở chỗ đó. Đi xung quanh cái chỗ này nữa coi. Xem có gì trèo lên được không. Cửa kì nó đóng rồi. Có vẻ khó đó. Để coi như thế nào đó. Phải có gì đó xung quanh đây. Fail safe switch. Fail safe switch. Phải có một cái đúng rồi, đúng rồi. Một cái nút bấm. Phải có một nút bấm. Máy này thì không phải rồi. Phải có một cái nút bấm đúng không. Thì chúng ta mới đúng rồi, chính xác là vậy. Chúng ta trèo vào. Nút bấm là làm đâu ta? The device wasn't there. It has been up once. Ở đây cái nút bấm này, cái nút bấm này. Mừng quá. Maybe I can rewind my time to get this working. Và nó hoạt động trở lại nè. À đúng rồi. Ôi, hay là mình dừng thời gian lại đi. Chứ cái này nó nhanh quá. Kiểu như mình di chuyển lại dừng thời gian á.
đè là B thôi. Bấm nút rồi, đó chính xác là vậy, phải không? Vậy được chưa? Return to bed, đúng rồi. Em dừng 2 giây thôi, mình chửi nó một phát là tất nhiên phải bấm được thôi. Nó cũng phải giữ cho mình thôi. Ok, vô. Cuối cùng ở đây vô. Nó không để lại cái code, nhưng mà nhỏ đây có thể phá được vô bên trong. Chúng ta chỉ cần thêm thời gian thôi. Chắc cho time. Thời gian là thứ mình có nhiều nhất mà. It's Monarch. I knew it. I knew they'd find us. I'll take care of it. Just get that safe open. Stay inside. Yeah. Okay. Sao ngờ ngấy thời gian mà nhỏ này nó nhìn nó tiều tụy vãi luôn á. Spotted the moment you arrived. You never had a chance. Sao không thấy ai vậy ta? Yeah. Phải spot được chứ ta. Và đám này thì chắc là không có kiểu như kia rồi. À, nghe này thì chưa có. Thì vậy là cái cửa kia. Ok, và cái đề chị nó cái để anh lo, anh xử lý hết. Ôi, 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 nó phát hiện rồi. Nó chưa gì phát hiện không mày? Nó, cái tội mà đi theo anh mày. Nó vẫn chưa chết nữa sao? Nó sẽ giữ một thằng chết rồi vậy? Má không tin bắn gì bắn hụt luôn á trời. Nó đông quá nhưng mà mấy thằng này không có kỹ năng. Cho nên không có gì phải sợ hết á. Chính xác là gì? Ôi, ôi, bây giờ nó bắn ngoài không chết mày. Đô, nổ một phát văng xác luôn. Kinh thiệt. Area effect. Hay. Đệt, không tin thì bắn hụt luôn cái ghê chứ. Lên mày. Giờ chạy đâu hay, chạy đâu hay. Bắn vào đầu chết chắc nha con. Security, má quá cùi. Bỏ nghề đi em, má làm kiểu này hả? Thôi rồi. Đạn quá nhiều. Ôi da, sniper. Má mày tưởng cái con súng nó ngon hả con? Wow wow, mình nghe đi chắc có mấy thằng đặc biệt rồi. Thằng kia gục rồi. Ôi da, dạ, chết đi mày, chết đi. Rồi. Một thanh niên nào nữa. Đó, thanh niên cho mấy cái này tính đánh bỏ mình sao đó. Nó nhẹ nhàng tình cảm nè, đó. Chết đi em. Vẫn chưa chết nữa hả? Tục gì. Tục vậy. Ngay đầu. Ê, bắn ngay đầu để chết mày. Thằng này dài mày. Bắn ngay đầu không chết là không chết. Tục thiệt. Má chết rồi, chết đi. Má bắn ngay đầu mà không chết được cái con này luôn. Đó, ngay đầu tiếp nè. Má anh này cũng cố gắng ngay đầu mà sao mà không chết nữa tao. Tao cũng thấy lạ lạ đó. Giống như The Division á, khi mà các bạn bắn. Ôi trời, trời. Cái gì lầy vậy? Ồ, thì ra có thêm một thằng ngay đây cũng lầy tao. Nó giống như kiểu câu thời gian lại chúng ta bắn cái đầu dễ bắn hơn. Ơi, đéo sao bằng này bọn đéo chết ta. Đồ. Đồ. Chết đi em. Đúng rồi, chính xác là vậy. Má, phải bắt nó chết thì nó mới chết. Lượm xuống coi. Má chết một thằng. Ví dụ muốn spa skill đặc biệt. Chị dùng mấy thằng này. Số lượng nhiều nhưng mà có vẻ như là nó không có kinh nghiệm cho lắm.
Tôi thử ra này chứ đâu. Ủa sao cái cây này dựng dựng giật lên nóng nhà luôn á. Bắn cái quái gì mà nó giật lên tới nóng nhà luôn vậy trời. Ủa thằng này đứng đây làm cái gì vậy? Trốn mà bà. Nó tụt về lên đây cúng cúng đạn hay sao? Đù 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 đù. Lầy vậy thanh niên. Đó, cuối cùng mới bắn mấy thằng sniper chứ. Mấy này nó treo cho bò mà nó khó chịu nữa. Chết nè, một em chết nè. Nó uống nước chạy nè, cho nó dễ thở hơn tí rồi. Không biết nó vô cái khu vực này của mình là nó có bị nó có được giảm đam không ta? Kiểu như nó chặn đam lại luôn á. Chết nó con. Nè, mấy này mà không chết thì mình cũng nghỉ chơi luôn á. Đó. Quá đẹp. Cũng chưa chết hả bạn? Ồ, kỳ thế nhờ. Lỗi kỹ thuật. Bắn phi ngay đầu phải lại bật ngửa làm sao mới đẹp. Không có còn nữa ha, sao nhiều vậy. Nè, này phải tặng cái chục viên đạn vô đầu chết nè. Đó, chính xác là vậy. Đó là cái thứ mà mình đang cần tìm. Và thật sự là mình hết đạn rồi. Kiếm thêm đạn được. Assault rifle còn khoảng không viên nữa. Không có tương lai cho lắm nên thôi. Mình sẽ lại machine gun đi ba. Chứ ba cái cây này nhìn nó BD lắm. Gotta get back in. Đây. Ủa cây này có hết đạn luôn đi. Tục gì. Từ từ vô trong chứ có đạn nữa. Give me the device. Come with me. We can survive this together. You know it can't be stopped. I can see it in your eyes. You know this. What if you're wrong? Failed. We created Ground Zero. Caused everything to happen how it always did. Every piece falling into place. Except one. The blast sent you through time, brought you back to 2016. The same exact time from which you left. Something anchored you there. We need to know how you did this. You think I wanted to come back? I was pulled away. Everything I came for was still back there. Left behind. Beth, come on, move. Beth, get up. Beth, come on, get up. Please, Beth, you need to move, okay? Yeah, that's it, get the gun. Come on, Beth, move.
Come on, please, please. Beth, move! Paul, don't do it. Don't do it, don't! I'm not wrong. You can't. No! No! Serene had the countermeasure the whole time. I had to get it back. A rash decision. You claim Beth Wilder's death had no impact on your behavior, but... Like I said, I barely knew her. So, what you did next... It wasn't personal? No. I don't have much time left, I know. I spent 17 years working it out, planning it, building Monarch, because I knew what was coming, and I knew it couldn't be stopped. But what I've built has been turned against me. What is the point in saving them if I can't trust them? Slipping away into pain and rage. The sickness is accelerating. The CFR. It has cost me so much. But I have harnessed its power. And with it, my plan will work. With it, I will keep the lights on when the world goes dark. Mr. Serene? Sorry to disturb you, sir, but I have that cleanup report on Dr. Kim's lab you wanted. Meet me in my office, soldier. I'll be there when I've sealed the CFR chamber. Ok, đây là cái cảnh cuối cùng mà mình nghĩ là mình sẽ cần phải để kích hoạt cái... Ok, chụp selfie cái nhẹ nè. Với cục bóng mà mình vừa mới lấy được từ con Beth Wilder và mình bắn vỡ sọ con bé. Thật là một ngày đẹp trời. Thật không có gì tuyệt vời hơn khi bắn vỡ đầu người khác. Đây là lần thứ hai mình bắn vỡ đầu người ta rồi. Nói vậy chứ thật sự là Microsoft thật là biết quảng cáo những cái đồ của họ chứ. Thực sự là mình nghĩ là trong game này nó sẽ sử dụng những cái thuật toán gì gây gớm lắm. Nhưng mà thực chất là mình thấy trong những clip hay phim gì á, nó đều sử dụng những cái thông tin bình thường bằng cách là truyền folder rồi bấy cái kiểu hệ với cái hình ảnh giao diện của Windows 10 mà các bạn thấy rất là rõ trong nhiều tập cutscene các bạn nào để ý. Và như nãy ông này cũng mới cầm một cái điện thoại Lumia thì mình thấy là vậy. Hầu như là đều bí ở tất cả những sản phẩm của Microsoft. Từ như mình thấy bình thường, cái quái gì? Sức mạnh ảo tưởng vậy. Thì nhiều lúc ông này hay cầm một cái gì ta gọi là Surface, nó kiểu giống như là cái iPad tính máy tính bảng á, mà Surface Pro 4 gì á, quảng cáo công nhận lồng game như quảng cáo hay thiệt. Mà mình thấy là giờ game nó quảng cáo cho này thực tế hơn tí. Mà đi tới cái văn phòng của mình thôi mà cũng mệt gì thôi. Này chắc này có bệnh rồi, có nó bị cái gì á, sắp lên dĩa rồi. Kiểu như nó đi thời gian nhiều quá, giờ sức mạnh nó không có kiểm soát được hay sao á. Tại vì mình thấy cái cách mà quảng cáo của Microsoft ấy chứ, nhìn nó tinh tế hơn hẳn như những cái khác. Quảng cáo là quảng cáo ngầm luôn á chứ. Nó bị một cách ABR là hay ABR qua game của team mình làm. Thì cái Remedy Studio là một cái hãng nhỏ, một cái công ty con của Microsoft, giống như là 343 Industrial của làm nên game Halo á. 343
hoặc là kiểu cái hãng mà làm đến Gears of War gì mình quên mất tiêu rồi. Má mình cũng muốn một cái văn phòng giống vậy, đẹp mà nó tinh tế, thanh nhã, cái tao nhã, sang trọng mà có cái nhìn xuống như thế này. Một cái nhìn cũng sợ bỏ mẹ ra chứ. Thiết kế thì đẹp thì mình nhìn xuống nó mình sợ độ cao quá. Đó, nhìn xuống thấy ghê ghê đó. Ok, ở đây là phải cái văn phòng đúng không? Ủa văn phòng mình ngoài đây hả? Má tục vậy. Sir, I didn't catch that. Or is it a trap? Another betrayal. The treatment will make me weak. Is that what they want? Và chúng ta sẽ chọn một trong hai lần. Maintain control là vẫn nắm giữ cái quyền kiểm soát của mình, hoặc là đầu hàng với cái chrono gì á. Chrono là cái thứ gì mà mình không rõ nữa. Coi thử coi. Liam Bird, tôi phải là người phản bội. Chúng ta đều giống như nhau thôi, cho nên giúp đỡ nhau thì đúng hơn á. See through the end, still have like and trust. Chúng ta vẫn còn người mà chúng ta phải tin tưởng được. Liam Bird, ông này tin là thằng này có vẻ như là không phải là đứa phản bội. Look, you have to realize you're not gonna. Nhưng mà nó phải ông này phải giúp đỡ nó. Là ông này có vẻ như ông này sẽ sử dụng Liam Burke là để chống đỡ Jack Joyce. Nhưng mà mình thích cái thằng Liam Burke, nó có vẻ như nó được quyền là thằng này, ông này vẫn như nắm quyền và kiểu như là bắt thằng kia phải làm người hoa lợi của mình. Là cái nỗ lực cuối cùng của ông này là để xem cái mối cái kế hoạch của ông có chót lọt hay không, hoặc là đầu hàng để coi như thế nào đó. You have all betrayed me. Assured my downfall. And now I will assure yours. My word will be renewed. My word will see balance. Là ông này sẽ cử cái thằng kia, thằng da đen tới và giết cái thằng Liam Burke. Nhưng mà hồi nào hoàn toàn là không muốn thấy thằng Liam Burke chết nè. Charlie, need to wait. You make your way. Joyce fixes the fracture and fixes the wound. Charlie Wincott. Another freaking traitor siding with Jack. I can make them suffer, all of them. Giờ ông này sẽ không giống chọi với cái triệu chứng chrono của ông nữa, mà ông ấy hoàn toàn mất niềm tin vào cái kế hoạch của ông và Monarch, và ông chọn quyết định sẽ giết thằng kia. Thì có lẽ nó sẽ tạo lại cái lợi thế cho mình hơn. Mình nghĩ là mình chọn surrender. Mình nghĩ thôi nha, nhưng mà mình không biết chắc nữa. Sir, are you all right? Who put you up to this? Sir, you ordered us to go through Dr. Kim's lab. Find what we can. Who are you working for? You, sir! Liar! What the fuck? No. I need to be careful. Bradbury swimming pool.
Dr. Emerald, are you Where's hurt? Paul? I need to speak with Paul. Right this way. You initiated it. Paul, look at you. You need your treatment. I don't need anything! Listen to me. The time machine was different than Monarch's. It was William's original. I had a chance to examine its main board. There were key elements in its design that were blatantly different from ours. The accident, it wasn't an accident. These were the very changes that William was so agitated over. He was warning us. It was him, Paul. It was Martin. He wanted the fracture to happen. Go to the lifeboat. They'll need you. What about you, Paul? I have to get to the swimming hall. Paul. Now, Sophia! Go! Fiona? Pick up, pick up, pick up. Come on, come on, come on. Come on, pick up. Pick up. Beth, I don't know if you can hear this, but it's Fiona. I need your help. Do you copy? Beth? It's Fiona. Do you copy? Yes, speaking. This is Jack Joyce. Beth told me you were working together. You might be the only ally I have left. What happened? Serene. There wasn't anything I can do, but Fiona, there is something we can do now. I need to find something we'll call the countermeasure. It's 12-sided, small, metallic. Like a soccer ball. The CFR. The what? The Chronon Field Regulator. That is the countermeasure. And it can fix the fracture. Mm-hmm.
basement 5. We need to talk. Look, I was wrong, okay? Jack Joyce, he can use the CFR to fix the fracture. We need to get it to him. CFR is what's powering this place right now, Fiona. But I spoke to him. I spoke to Jack Joyce, and he needs it. Just, if you let Joyce use the CFR, then that means the lifeboat's gone. No. That's not. No, that's these not people the... down here, they can figure it out. They can fix the fracture. That's what you wanted these in the people, first place. These people, this is Monarch, okay? They're the ones that got us into this. Do you think they give a shit about any of us? I mean, you realize what you're asking. What's the plan once we get to Monarch? We need to find a way onto the lifeboat. We know where the CFR is, but... Jack, it's Charlie, listen. It's at the top of the Monarch Tower. So you gotta follow my instructions exactly. Jack? Fiona, stop. Jack! No. Look. That area up there is insanely secure. He's not gonna be able to get in. Hey, wait! I need to finish this. I know.
but I'm the one that should go. The CFR defenses. There's no way he's gonna be able to get past them alone. I'm the only one. I mean, you belong down here. You actually would be useful. I'm dead weight. Just, I'm a glorified locksmith. Why don't you let somebody else be the hero? Okay, tough chick? Everyone needs IT, Charlie. Fuck you. Hey, Charlie. You're an okay date. I know. Underway, and the time has come to fight for our place in this existence. My enemies, some have shown their faces, others are still out there, and I think of all of you. Coward, all right? I have to look after myself. Who else is gonna do it, huh? Well, what I'm doing right now, where I'm going, it's not about me. You said you would get us on that list. Yeah, I know that's what I said, but plans have changed. The list, Charlie! Joyce can fix the fracture! You're running out of words, Charlie. Liam? That's what you care about, right? Right? I mean, that's what you're doing this for, huh? That's why you left everything in Monarch, for your family. And for what? So you could raise your kids in a glorified basement? Because that's all the lifeboat's gonna be. I mean, Serene's lost his mind. If the lifeboat was the answer, don't you think I would be on it? I mean, listen to this guy. He's insane. Okay? Hey! Okay. Joyce fixes the fracture, he fixes the world, we all go home happy. But I have to help him, and I can't do that if you kill me. If you're wrong about this... I know, don't worry. I'll shoot myself. Lose the harness. I get it, you know, we have trust issues. Whatever. An army with the power to prove to the world that you can travel this road, you can prevail. What?
That's it. Looks like a CFR to me. Liam. Drop it. Open it. I can't do that. Understand something, Charlie. This world, you know, this world is at its end. But one world's end is merely another's beginning. And my world will be renewal. My world will see balance. Let me see what I can do for you. Can you, Stop it. You need to save his strength. I'm so sorry. I did this for us. I did it for us. I knew it, we could be. I knew it was selfishness. Just don't do it. I'm only sorry I didn't ask you sooner. Liam, just hang on. I'd give anything for that year.
Burke! Burke? Let's try this again. Thank you. Ah, shit. Shit. Come on. It won't turn off. Shouldn't we go? Huh? Oh, you gotta be away. It's stutter-proof. What? I have to help Jack Joyce. Hey, come here. What's your name? Emily. Emily what? Burke? Emily Burke. Okay. I'm putting your name on the list for the lifeboat. Look, you gotta go take the elevator all the way down. You'll know when you see it. Yeah. Right? I got it. Once you get down there, I want you to find Fiona Miller for me, okay? Can you do that? Yeah. Tell her what happened here. Tell her this world, it's a weird place. Nah, that's always gonna need people like her to help understand it. And then I'm gonna help make it right. Help keep it going. Tell her I finally feel connected.